Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, ăn hỏi dạm ngõ là thủ tục quan trọng trong việc kết hôn, vì thế xem ngày ăn hỏi dạm ngõ cũng rất quan trọng, không kém ngày cưới. Thông thường thì ngày ăn hỏi dạm ngõ hay được chọn cùng với ngày cưới, tuy nhiên vẫn có những trường hợp phải chọn ngày ăn hỏi dạm ngõ riêng. Trước khi bước vào ngày vu quy, bạn nên tham khảo cách xem ngày ăn hỏi dạm ngõ theo tuổi vợ chồng chuẩn nhất để cuộc sống hôn nhân sau này thuận lợi, hạnh phúc, ít sóng gió. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày ăn hỏi dạm ngõ tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 1. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác ăn hỏi dạm ngõ được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ngày tốt ăn hỏi dạm ngõ, đầu tiên ta cần loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày ăn hỏi dạm ngõ phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ ăn hỏi dạm ngõ bao gồm những ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, vãng vong, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, từ cùng, ngũ ly, bát chuyên và ngũ mộ. 2. Ngày hợp ăn hỏi dạm ngõ. Thiên nguyện dân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cắt hung của từng ngày, tìm ra những ngày tốt nhất ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý, 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu và đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 1 âm lịch là những ngày tốt, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày. Ngày mùng 3 là ngày Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, ngày 13 Nhâm Thìn, ngày 18 Đinh Dậu, ngày 22 Tân Sửu và cuối cùng là ngày 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 4. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm mùng 5 là ngày Giáp Thân, 14 là ngày Quý Tỵ và cuối cùng 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng kỵ mọi việc. 5. Ngày Vãng Vong là những ngày Dần, bao gồm 11 Canh Dần và 23 Nhâm Dần. 6. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 13 Nhâm Dần, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 7. Ngày Trực Kiến là những ngày Dần, bao gồm 11 Canh Dần và 23 Nhâm Dần. 8. Ngày Trực Phá là những ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. 10. Ngày Trực Bình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ.
10. Ngày Trực Thâu là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 11. Ngày Trực Bế là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 12. Ngày Trực Mãn là những ngày Thìn, bao gồm mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn và 25 Sát Thìn. 13. Ngày Kiếp Sát là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 14. Ngày Tai Sát là những ngày Tý, bao gồm mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. 15. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 16. Ngày Nguyệt Hình là những ngày 16. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 17. Ngày Nguyệt Hại là ngày Tỵ, bao gồm các ngày như trên. 18. Ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 1 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 19. Ngày Thiên Sứ là những ngày Dậu, bao gồm mùng 6 Ất Dậu và 18 Đinh Dậu. 20. Ngày Đại Thời là các ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 21. Ngày Tứ Kỵ, tháng 1 không có ngày này. 22. Ngày Tránh Tứ Phế, không có ngày này. 23. Ngày Tứ Cùng là ngày Ất Hợi, tháng 1 không có ngày này. 24. Ngày Ngũ Ly bao gồm 27 Bính Ngọ, 19 Mậu Tuất, ngày mùng 10 Kỷ Sửu. Đây là những ngày đặc biệt phải kiêng kỵ khi ăn hỏi, dạ ngõ. 25. Ngày Bát Chuyên là ngày 28 Đinh Mùi. 26. Ngày Ngũ Mộ là ngày 16 Ất Mùi. Đó là 26 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc ăn hỏi, dạ ngõ cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27. Ngày Thiên Nguyện là ngày Ất Hợi, tháng 1 âm lịch năm 2023, không có ngày này. 28. Ngày Dân Nhật là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương nên không chọn. 15. Giáp Ngọ là ngày tốt để ăn hỏi, dạ ngõ. 29. Ngày Thiên Đức là những ngày Đinh, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi là ngày Trực Thâu, ngày Kiếp Sát. Ngày 18 Đinh Dậu phạm Tam Nương nên không chọn hai ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi tuy là ngày Bát Chuyên nhưng có nhiều cát tinh, ta có thể chọn để ăn hỏi, dạ ngõ được. 30. Ngày Thiên Đức hợp là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 13 Nhâm Thìn phạm ngày Tam Nương. Ngày 23 Nhâm Dần là ngày Nguyệt Kỵ nên không chọn ngày này. 31. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Bính, bao gồm mùng 7 Bính Tuất, ngày Thụ Tử, tuyệt đối không sử dụng. 17. Bính Thân là ngày Trực Phá, không nên dùng. 27. Bính Ngọ là ngày Tam Nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 32. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ là ngày Sát Chủ, tuyệt đối không sử dụng. 12. Tân Mão là ngày Thiên Sứ, nhưng có nhiều cát tinh, ta có thể chọn làm ngày ăn hỏi, dạ ngõ. Ngày 22. Tân Sửu là ngày Tuyệt Sát, tốt nhất không nên dùng. 32. Ngày Thiên Xá là ngày Mậu Dần, tháng 1 âm lịch năm 2023, không có ngày này. 34. Ngày Nguyệt Ân là những ngày Bính, trùng với ngày Nguyệt Đức đã xét ở trên. 35. Ngày Tứ Tướng là những ngày Bính, Đinh, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày Thụ Tử, tuyệt đối không dùng. 17. Bính Thân là ngày Trực Phá, không dùng. 27. Bính Ngọ là ngày Tam Nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. Mùng 8 Đinh Hợi là ngày Trực Thâu, ngày Kiếp Sát. Ngày 18 Đinh Dậu phạm Tam Nương nên không chọn hai ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi tuy ngày Bát Chuyên nhưng có nhiều cát tinh, ta có thể chọn để ăn hỏi, dạ ngõ được. 36. Ngày Thời Đức là các ngày Ngọ, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ trùng ngày Tam Nương, tuyệt đối không dùng. Ngày 15 Giáp Ngọ là ngày tốt để ăn hỏi, dạ ngõ. 37. Ngày Tam Hợp là các ngày Ngọ, Tuất, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương nên không dùng. Ngày 15 Giáp Ngọ là ngày tốt đã xét ở trên. Ngày Tuất là ngày Thụ Tử, tuyệt đối không sử dụng. 38. Ngày Thiên Hỷ là ngày Tuất trùng với ngày Thụ Tử, làm việc gì cũng xấu. Như vậy chúng ta đã dựa vào 38 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt ăn hỏi, dạ ngõ trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc ăn hỏi, dạ ngõ. Sau đây là bảng tổng hợp các ngày tốt ăn hỏi, dạ ngõ trong tháng 1 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. 1. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. 2. Ngày 12 Tân Mão kỵ những người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Bính. 3. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ những người tuổi Tý, tốt cho người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. Đó là 3 ngày cát lành ăn hỏi, dạ ngõ trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 34 9119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.